giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Xin kính chào quý vị và bà con. Bão số 12 đang di chuyển nhanh về phía đất liền khu vực Nam miền Trung. Dự báo là ngày mai bão sẽ đi vào khu vực từ Bình Định cho đến Ninh Thuận, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh, mưa sẽ gia tăng ở khu vực miền Trung trong đêm nay và 2 ngày tới. Trọng tâm mưa sẽ là từ Quảng Trị cho đến phía bắc của Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến sẽ là từ 200 đến 400mm trong cả đợt và có nơi là trên 450mm. Còn với Quảng Bình và phía nam của Khánh Hòa cũng như là Tây Nguyên thì mưa với lượng là từ 100 đến 200mm trong cả đợt. Mưa lớn dồn dập sẽ khiến lũ trên các sông dâng lên, hầu hết là ở mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phía Bắc Tây Nguyên sẽ là từ báo động 2 đến báo động 3 và có sông là trên báo động 3. Đồng thời cần cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là các sườn đồi núi, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên. Bà con cần hết sức phải cảnh giác nếu thấy dấu hiệu bất thường như là vết nứt ở trên tường nhà, tiếng nổ lớn thì phải nhanh chóng di rời ngay. Với khu vực Nam Bộ thì cũng có xu hướng tăng mưa trong đêm nay và sáng ngày mai. Dự báo là mưa sẽ xảy ra ở khoảng một nửa diện tích của khu vực, không loại trừ có những điểm mưa vừa và mưa to đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 12, vùng biển ngoài khơi, các tỉnh từ Quảng Ngãi cho đến Ninh Thuận sẽ có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua là cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng cao từ 4 đến 6 mét. Với ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì cần đề phòng với mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng với huyện đảo Hoàng Sa thì lưu ý là gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.